gian qua, để góp phần ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, nhiều đơn vị đã nghiên cứu ra những thiết bị hữu ích nhằm hạn chế việc tiếp xúc gần giữa nhân viên làm công tác phòng dịch với mọi người, đồng thời cũng giảm áp lực bố trí nhân sự làm công việc này. Tại trường Đoàn Thị Điểm, hai học sinh là Nguyễn Bá Hồng Lâm, lớp 12A1 và Phạm Đình Dũng, 12A2, đã nghiên cứu thành công robot tự hành đo thân nhiệt không tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19. Một ý tưởng tưởng chừng như nhỏ nhưng lại giúp ích rất nhiều cho việc phòng chống dịch COVID-19 tại trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long. Chứng kiến áp lực và nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh COVID-19 của nhân viên y tế khi phải trực tiếp đo nhiệt độ cơ thể và nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định phòng chống dịch khi đến trường, chúng em đã nảy sinh ra ý tưởng chế tạo ra một robot thực hiện công việc này cho con người. Nghĩ là làm tranh thủ sau giờ học, chúng em đã họp và bàn bạc và phân công công việc cho từng người và quyết tâm hoàn thành sớm robot này. Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo nhà trường và sự hướng dẫn của thầy giáo Phạm Văn Thủy, chúng em đã lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, viết đề cương, khảo sát và đánh giá thực trạng, xây dựng nguyên lý hoạt động và thiết kế mô hình, thử nghiệm, hiệu chỉnh, hoàn thiện mô hình, viết báo cáo, tổ chức giới thiệu sản phẩm. Từ việc lên ý tưởng đến thiết kế, lập trình, tìm mua thêm các linh kiện, đặt hàng các đối tác bán linh kiện, cùng với việc tận dụng các vật tư có sẵn trong bộ dụng cụ học tập STEM Robotics, tiến hành lắp ráp robot. Sau 4 tháng mày mò, robot đã hoàn thành. Robot gồm các bộ phận, mạch lập trình điều khiển, cảm biến siêu âm, động cơ servo và hệ thống điều khiển, điều chỉnh phù hợp với chiều cao người được đo, và hệ thống hiển thị từ xa kết nối không dây, giúp nhân viên y tế và mọi người có thể theo dõi kết quả đo thân nhiệt từ xa bằng cách truy cập vào website của nhà trường qua mạng Internet. Máy có thể đo với số lượng đo không giới hạn, kết quả chính xác, tin cậy do vẫn sử dụng nhiệt kế y tế cầm tay thông thường, được bán ở các hiệu thuốc, khác hẳn với một số ý tưởng khác. Sử dụng các cảm biến thông thường, kết quả đo không được kiểm định chất lượng. Khi con người thực hiện đo nhiệt độ thủ công thì khoảng cách giữa thiết bị đo và người cần đo chỉ là tương đối và kết quả phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. Tuy nhiên, ưu điểm của robot là khi thực hiện đo, khoảng cách từ thiết bị đo đến trán người cần đo luôn chính xác nhờ sử dụng cảm biến siêu âm xác định khoảng cách. Robot sẽ tự động thực hiện thao tác đo nhiệt độ qua các bước. Đầu tiên, robot sẽ quét mã vạch trên thẻ của người cần đo để xác định thông tin. Sau đó cánh tay robot sẽ tự động hạ xuống cho đến khi cảm biến siêu âm đo được khoảng cách đến đầu người là 5cm thì dừng lại. Sau đó thiết bị kế y tế sẽ tự động tịnh tiến theo cánh tay robot hướng từ trong ra ngoài cho đến khi cách trán người cần đo 3cm. Đây là khoảng cách kỹ thuật khuyến cáo của nhiệt kế y tế thì dừng lại. Nút đo nhiệt độ của nhiệt kế y tế sẽ được nhấn bằng động cơ servo. Đồng thời tín hiệu hình ảnh được truyền không dây về màn hình máy tính hoặc TV cho nhân viên y tế ghi chép kết quả theo dõi. Thông tin kết quả được cập nhật trực tuyến ngay lập tức lên website của nhà trường. Nếu thông tin nhiệt độ người được đo cao hơn bình thường, thông tin hiển thị trên website sẽ hiển thị màu đỏ, thông báo cho nhân viên y tế biết. Việc sử dụng robot đo thân nhiệt giúp ban lãnh đạo, phụ huynh trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long có thể theo dõi cũng như phục vụ công tác, thống kê báo cáo được dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời. Trong cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, như chúng ta đã biết là hòa chung với công việc của cả nước, thì tỉnh Quảng Ninh, ngành giáo dục Quảng Ninh đã triển khai và yêu cầu tất cả các nhà trường rất nghiêm túc trong việc kiểm soát dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, sản phẩm robot đo thân nhiệt của các em ra đời rất kịp thời. Và trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi thấy việc các em đã sử dụng cái thiết bị đo nhiệt y tế là phần cốt lõi, cho nên kết quả kiểm tra thân nhiệt là hoàn toàn chính xác và yên tâm. Điều quan trọng là khi sử dụng cái robot tự động thì các em ấy đã thay thế được nhân viên y tế, giảm bớt được cái sức lao động, đồng thời là điều quan trọng là tránh được cái lây nhiễm chéo nếu như có cái tình huống dịch bệnh xảy ra. Và với tất cả những cái ưu điểm đó
thì nhà trường đã quyết định đưa robot đo thân nhiệt tự hành vào trong nhà trường để sử dụng, và kết quả là rất là hữu ích, thuận tiện. Toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được đo thân nhiệt theo cái robot tự hành, và chúng tôi cảm thấy rất là tin tưởng. Ngoài việc đứng đo có thể tự động đi theo các đường thiết lập trước ở hành lang đến từng phòng trong khu cách ly y tế tập trung để đo nhiệt độ, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19. Khả năng làm việc liên tục 24/24, đo nhiệt độ chính xác, độ tin cậy cao do vẫn sử dụng nhiệt kế y tế thông thường, được bán tại các hiệu thuốc. Khoảng cách đo từ máy đến người luôn được robot thực hiện chính xác, phù hợp với chiều cao của nhiều đối tượng. Thông tin đo nhiệt độ được cập nhật lên website ngay lập tức sau khi đo, giúp theo dõi, kiểm soát, lưu trữ thông tin được tốt hơn. Có thể mở rộng để vận chuyển những nhu yếu phẩm khi cần thiết. Giá thành thiết bị thấp, đơn giản và dễ sử dụng, tạo thêm một phương thức hỗ trợ các nhân viên y tế trong công việc phòng chống COVID-19. Nhóm tác giả mong muốn sản phẩm robot vì cộng đồng này, với tất cả mọi người, và tin rằng robot sẽ được ứng dụng ở nhiều nơi, như trường học, bệnh viện, bến xe, siêu thị, và những nơi tập trung đông người khác vì những ưu điểm vượt trội của nó.